Xin chào bà con, xin chào các bạn. Thì hôm nay Đắk Lắk chúng ta đang rơi vào mùa sầu riêng á. Mình quay cho các bạn xem về cái đống sầu riêng Dona này. Nói chung là nguyên một đống đống á. Nói chung là hai núi sầu riêng này. Nói chung hai núi này cũng hơi nhỏ. Hôm nay mình sẽ quay và khui thử cho bà con xem 10 trái sầu riêng Dona, hay gọi là sầu riêng băng thon, hay là gọi sầu riêng Thái á. Mình sẽ khui 10 trái sầu riêng cho các bạn và các bạn bà con xem về cái sầu riêng như thế này. Thì khi khui ra chúng ta sẽ xếp lên cho đẹp. Mình sẽ khui hết 10 trái này, sau này mình sẽ quay thêm clip các bạn xem về ăn thử một múi sầu riêng thôi, chứ ăn nhiều không dám ăn đâu. Vì sầu riêng này mà ăn vô chắc no tới chiều luôn. Thì trước khi mà khui thì mình chuẩn bị là bao tay, găng tay, và găng tay ni lông và găng tay bằng vải. Hai cái đó là các bạn chuẩn bị. Tiến hình các bạn xem mình quay toàn bộ clip về quá trình khui 10 quả sầu riêng này. 10 quả này thì tương đương cũng gần 200 múi sầu riêng á. 10 quả này 200 múi sầu riêng. Các bạn xem theo dõi hết clip mình khui hết toàn bộ quá trình mà khui 10 quả sầu riêng Thái Dona này. Thì mình quay ngoài trời sáng nên đôi lúc các bạn nhìn cái múi sầu riêng có thể nó không vàng mấy. Các bạn cứ theo dõi hết video nha. Và tới hết clip, nói chung mình quay rất là dài và chi tiết về cái cách mà khui 10 quả sầu riêng. Cái này mình khui rất là nhanh. Nói chung là khui theo kiểu Đắk Lắk mà cắt ra thôi, miễn sao có múi là được rồi. Còn có nhiều kiểu mà các bạn xem sau này mình sẽ cắt sầu riêng rất nhanh, khó quá bổ qua luôn. Còn nhiều người nếu thích đẹp thì họ cắt từ Mỹ và khui từng tép ra. Còn nếu như mình không thích thì mình bổ ra luôn. Cái này các bạn xem nha, theo dõi cuối video mình sẽ làm một cái rổ gần 200 múi sầu riêng á. Bạn xem nha.
đây, đây là một rổ sầu riêng gần 200 muối sầu riêng á, mình đã khui quay xong các bạn xem á, nói chung nhìn rất là thích, rất là mê. Nói chung ăn á, nếu mà những người nào mà sợ mụn không nên ăn cái đó, mình khuyên nha, nó ăn lên hay nổi mụn nóng lắm á. Đó, còn đây là vỏ sầu riêng sau khi khui 10 quả sầu riêng. Thì các bạn đã theo dõi và rất nhiều cây ăn quả bên trái cây thơm mùa Lắc á, thì các bạn xem và đăng ký kênh đi, mình sẽ quay tiếp tục những cái trái cây ở Đắk Lắk chúng ta vào mùa thu hoạch. Xin cảm ơn bà con ạ.